Vào ngày 27 tháng 11 năm 2019, nam diễn viên người mẫu Cao Dĩ Tường đã bị đột quỵ trong quá trình quay show truyền hình thực tế Chase Me. Chương trình được quay từ nửa đêm, nam diễn viên ngã xuống lúc 1 giờ 30 phút. Nam diễn viên đã không thể qua khỏi sau khi được cấp cứu. Cao Dĩ Tường qua đời ở tuổi 35. Bạn bè cho biết Cao Dĩ Tường kiệt sức khi phải quay đêm trước khi đột quỵ. Sự ra đi của Cao Dĩ Tường khiến nhiều người hâm mộ, bạn bè, nghệ sĩ chấn động và đau buồn. Cao Dĩ Tường nổi tiếng là sao nam có đời tư sạch sẽ, gần như không có scandal. Anh là hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái châu Á vì hình tượng đẹp trên phim. Ngoài ra, gia thế của Cao Dĩ Tường cũng thuộc hàng khủng tại Đài Loan. Cao Dĩ Tường, một nam diễn viên điển trai của Đài Loan, được biết đến với tư cách là một người mẫu, một nam diễn viên nổi tiếng. Và không chỉ nổi tiếng bởi độ đẹp trai, tốt tính mà anh còn có một xuất thân vô cùng giàu có. Thiếu gia nhà giàu theo nghiệp diễn xuất. Cao Dĩ Tường tên thật là Tào Dĩ Tường, sinh năm 1984. Cha của anh là thương gia Đài Loan có tiếng Tào Đạo Thành, từng giữ chức tổng giám đốc công ty sản xuất phụ tùng xe hơi. Mẹ của nam diễn viên là Trần Tế Chân, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1970. Nam diễn viên có nguyên quán tại Thượng Hải. Ông cố của Cao Dĩ Tường là Tào Trấn Thanh, cục trưởng tổng cục phiên dịch ở Tô Giới, Pháp thời kỳ trước. Ông từng đi du học tại Pháp vào cuối triều đại nhà Thanh. Ông nội là địa chủ lớn, có địa vị cao tại Đài Loan. Tài tử cho biết gia đình vốn không muốn anh theo nghệ thuật, vì vậy khi tiến vào giới giải trí, anh phải lấy nghệ danh để hoạt động. Sinh ra ở Đài Loan nhưng lớn lên ở Vancouver, Canada, Cao Dĩ Tường có khả năng nói tốt nhiều ngoại ngữ. Trước khi lấn sân diễn xuất, anh trở về Đài Loan với tư cách là một tuyển thủ bóng rổ. Sau đó, nhờ ngoại hình nam tính và chiều cao nổi bật, anh trở thành người mẫu cho nhiều tạp chí và nhãn hàng lớn. Cao Dĩ Tường cao 1m93, là người mẫu nam châu Á đầu tiên quảng cáo cho Louis Vuitton 2011. Cùng với Đinh Xuân Thành, Trần Thiệu Thành, Lam Quân Thiên, Cao Dĩ Tường được mệnh danh là F4 làng thời trang, F4 chân chính, vừa giàu có lại điển trai, là người tình trong mộng của các cô gái Đài Loan. Anh là người mẫu của nhiều nhãn hiệu cao cấp, nhiều năm liền nằm trong top 100 người đàn ông đẹp nhất thế giới của các tạp chí Mỹ, Đài Loan. Năm 2018, Cao Dĩ Tường còn mở thương hiệu thời trang Âu phục riêng. Những vai diễn đáng nhớ của Cao Dĩ Tường. Bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh từ năm 2006, Cao Dĩ Tường đã tham gia vào gần 20 bộ phim lớn nhỏ ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Ở mảng điện ảnh, ngôi sao 35 tuổi không chỉ tham gia diễn xuất mà còn lồng tiếng cho các bộ phim hoạt hình. Ngoài những bộ phim của Trung Quốc, Cao Dĩ Tường còn góp mặt trong các dự án do nước ngoài sản xuất, tiêu biểu là Vũ khí bóng đêm, Thành phố sương. Trong phim, anh sắm một vai phụ khá quan trọng, sánh vai cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood như Lily Collins, Lena Headey. Cao Dĩ Tường hoạt động năng nổ và gặt hái nhiều thành công hơn ở mảng truyền hình. Nam diễn viên thử sức với nhiều thể loại phim khác nhau, từ tình cảm lãng mạn đến hài hước, khẳng định khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng. Năm 2006, Cao Dĩ Tường đảm nhận một vai khách mời trong bộ phim Phép Màu. Thế nhưng tác phẩm chính thức đưa anh bén duyên với nghiệp diễn là Đứa trẻ đến từ thiên đường. Trong phim, anh vào vai phản diện Dĩ Tường, người thầm yêu nữ chính Hải Vận. Vì muốn có được Hải Vận, Dĩ Tường sinh lòng ích kỷ và gây ra bao sóng gió, bi kịch cho người mình yêu. Diễn xuất thuyết phục của Cao Dĩ Tường đã khiến cho vai phản diện trên bị nhiều khán giả ghét bỏ. Những năm sau đó, nam diễn viên 35 tuổi đều đặn góp mặt vào các dự án phim như Tôi muốn là trái hồng giòn, Sân bóng tình yêu, Hoa đào tiểu muội, Cặp đôi lệch. Mãi đến năm 2012, tên tuổi của nam diễn viên mới tiếp tục được hâm nóng nhờ vai diễn Cao Tử Tề trong phim truyền hình ăn khách Đẳng cấp quý cô. Kết hợp cùng Trần Kiều Ân và Trương Hàn, bộ ba diễn viên đã viết nên chuyện tình tay ba phức tạp bậc nhất màn ảnh Trung năm ấy. Tại thời điểm đó, dù danh tiếng kém xa hai bạn diễn nhưng Cao Dĩ Tường không hề tỏ ra lép vế về diễn xuất. Anh chinh phục đông đảo khán giả bằng khả năng biểu cảm linh hoạt và thần thái thu hút khi vào vai chàng công tử nhà giàu đào hoa. Năm 2016, Cao Dĩ Tường cùng bạn diễn Tiêu Tuấn Diễm gây bão màn ảnh với bộ phim Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên. Được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng cùng tên, câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt giữa chàng trai tàn tật Vương Lịch Xuyên và cô gái nghèo Tạ Tiểu Thu đã khiến hàng trăm khán giả thổn thức. Nhiều người hâm mộ nhận xét vai diễn Vương Lịch Xuyên dường như là Donnie đóng giày cho Cao Dĩ Tường. Sau bộ phim trên, anh được mệnh danh là Mỹ Nam tàn tật hấp dẫn nhất màn ảnh Trung Quốc.
Sau một thời gian dài vắng bóng năm 2019, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên 35 tuổi tái xuất với dự án phim Trách Em Thật Quá Xinh đóng cặp cùng Tần Lam. Quá trình quay dựng của phim đã hoàn tất, chỉ còn chờ bước vào khâu quảng bá. Đáng tiếc Cao Dĩ Tường không còn cơ hội được thưởng thức những thước phim do chính mình đóng. Anh đã mãi mãi ra đi ở tuổi 35, để lại niềm tiếc nuối cho người hâm mộ. Cao Dĩ Tường cùng bạn gái Bella đã hẹn hò được 3 năm và cả hai đã cùng lên kế hoạch cho một lễ cưới vô cùng lãng mạn. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột của nam tài tử đã khiến cho dự định này trở nên dang dở. Mối tình dang dở của Cao Dĩ Tường và bạn gái Bella. Ngày 2 tháng 9 vừa qua chính là sinh nhật tuổi 36 của Cao Dĩ Tường. Bella đã đăng loạt ảnh tình cảm hai người trên trang cá nhân và viết: "Cảm ơn anh đã yêu thương, chiều chuộng, bao dung và bảo vệ em. Anh để em mặc sức giận dỗi, bắt nạt mà chẳng bao giờ để bụng. Có anh ở bên, em luôn cảm thấy hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ của em." Cô đồng thời cũng chia sẻ nhiều hình ảnh kỷ niệm ngọt ngào trong thời gian yêu nhau của cả hai với người hâm mộ. Người đẹp chia sẻ đã tự tay thiết kế một chiếc mũ làm quà tặng cho bạn trai. Lúc sinh thời, nam diễn viên Đài Loan có sở thích sưu tầm các loại nón. Bella và Cao Dĩ Tường quen nhau khi Bella mới 18 tuổi, thông qua lời giới thiệu của cựu cầu thủ bóng rổ Mao Gia Ân. Bella kém Cao Dĩ Tường 13 tuổi, cả hai hẹn hò đã hơn 4 năm. Cô xuất thân trong gia tộc giàu có tại Thượng Hải. Cả hai từng đi du học Canada và đều yêu thích thể thao, vì vậy rất hợp nhau. Năm 2018, họ mở cửa hàng thời trang và khá thành công. Cao Dĩ Tường từng có kế hoạch làm đám cưới với Bella. Anh cầu hôn bạn gái vào tháng 1 năm 2019 và dự định tổ chức lễ cưới vào năm 2020. Thậm chí anh còn đề nghị một vài người bạn tới dự lễ cưới của anh với Bella, cùng người thân chứng kiến giây phút hạnh phúc của hai người. Tuy nhiên, những dự định này của Cao Dĩ Tường đã không thể trở thành hiện thực. Ngày cô nhận được tin dữ về Cao Dĩ Tường, Bella đang ở Đài Loan. Cô cùng người thân của Cao Dĩ Tường đã vội bay sang Đại Lục để nhận di thể của anh. Trên trang cá nhân, Bella nhiều lần tiết lộ Cao Dĩ Tường là người hiền lành, ấm áp, luôn quan tâm và chiều chuộng cô. Nhiều khán giả khen họ xứng đôi và tiếc nuối cho chuyện tình đẹp, nhưng sớm bị chia cách. Và trước khi đột quỵ thì Cao Dĩ Tường đã có những dấu hiệu kiệt sức trên trường quay. Anh liên tục phải thực hiện những thử thách trong điều kiện thời tiết vô cùng lạnh. Lời cuối cùng của Cao Dĩ Tường: "Tôi không thể thở được." Nguồn tin có mặt ở hiện trường cho hay Cao Dĩ Tường quay hình với thể trạng sức khỏe không đảm bảo, mệt mỏi. Nam diễn viên vừa chạy vừa liên tục nói câu "tôi sắp không thở được nữa rồi" với các nhân viên hậu đài, sau đó ngã xuống đất ngất xỉu. Anh được cấp cứu hồi sức tim phổi khoảng 10 phút tại trường quay nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn thấy nam diễn viên ngã xuống, các nhân viên hiện trường vì cho rằng đó là hiệu ứng tạo thêm sự kịch tính cho chương trình nên vẫn tiếp tục quay. Phải đến khi Hoàng Cảnh Du, Trần Vĩ Đình chạy đến xem tình hình và hét gọi cấp cứu thì các bác sĩ mới chạy đến kiểm tra. Cao Dĩ Tường được sơ cứu tại chỗ hơn 10 phút trước khi được đưa tới bệnh viện gần nhất. Tại đây, anh tiếp tục được các bác sĩ tiến hành sốc điện tim trong gần 3 phút và điều trị tích cực trong gần 3 giờ. Nhưng nhịp tim vẫn không thể hồi phục, hôn mê sâu. Khi được đưa đến bệnh viện, đồng tử của Cao Dĩ Tường đã giãn rộng đến điểm cực đại, tim ngừng đập một thời gian khá dài. Bên cạnh đó, đài truyền hình Chiết Giang đã đưa ra thông báo Cao Dĩ Tường qua đời do lên cơn đau tim đột ngột. Nhưng đại diện công ty quản lý của nam diễn viên khẳng định chưa từng nghe nói Cao Dĩ Tường mắc bệnh tim. Sau nhiều tranh cãi, đài Chiết Giang đã đưa ra lời xin lỗi gia đình nam diễn viên, đồng thời thông báo ngừng phát sóng show Chase Me. Sự ra đi đột ngột của Cao Dĩ Tường là một cú sốc lớn cho tất cả người thân, đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Trước khi bị đột quỵ, Cao Dĩ Tường đã từng có rất nhiều dự định, tham dự lễ cưới của bản thân, tổ chức lễ cưới cùng với bạn gái Bella hay là thu xếp đoàn tụ cùng với gia đình. Nhưng tất cả đều đã bị bỏ lỡ khi anh đã mãi mãi không thể tỉnh dậy sau cơn đột quỵ. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!